công lao của Bác Hồ, của Hồ Chủ tịch. Thứ hai là công lao của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, là những người có công lớn nhất trong hai cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của chúng ta, hai đế quốc. Rồi rất nhiều những lãnh tụ đảng nhà nước và tất cả đồng bào dân tộc của chúng ta trong thời đó nữa, những chiến sĩ, những anh bộ đội Cụ Hồ nữa, vân vân. Ở đây nói là theo đạo Bác Hồ. Chúng ta biết là cách đây khoảng độ tầm 5-7 năm về trước, có một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ. Nó lợi dụng vào cái uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ thành lập nên một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ. Nhưng thực tế cái giáo lý của cái đạo này á, nó lấy mỗi thứ một tí. Tôi đã được đọc cái quyển kinh của họ rồi. Nó trộm giáo lý của Phật một tí nhưng nó viết lệch đi. Lấy của Cao Đài Hỏa một chút viết lệch đi. Lấy một chút tư tưởng của Hồ Chí Minh, lấy một chút là lý luận của Marx, Lenin á. Và lấy một chút cái tư tưởng của Chúa, của đạo Thiên Chúa đó. Xong rồi viết thành cái kinh của họ và nói là đời lời khải thị của Bác Hồ. Chúng ta biết đó, Bác Hồ chỉ có một cái gì? Có một tổ chức duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứ Bác không có thành lập thêm một cái đạo nào ngoài tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ra cả. Mà chúng ta biết là quan điểm của Bác Hồ khi Ngài còn sống, đối với Phật giáo Ngài rất trân trọng. Ở dưới phòng của tôi có một cái ảnh mà năm 1963 thì phải, Bác đi đến lễ tại chùa Quán Sứ cùng với Tổng thống Ấn Độ. Bác ngồi lễ Phật theo cái kiểu, và ngồi theo cái kiểu ngày xưa chúng ta ngồi ăn cỗ, con gái nhà quê ngồi ăn cỗ, các vị biết chưa? Quê của thầy gọi là ngồi xếp mại á. Ngồi mà chân hai cái gối mà không phải ngồi quỳ hẳn đâu, mà ngồi chéo xuống, chéo chéo. Đấy, Bác ngồi quỳ lễ giữa chính điện Tam Bảo chùa Quán Sứ. Đứng đằng sau Bác còn có một loạt các học trò của Bác, đàn em của Bác. Đó là cụ Đồng này, cụ Duẩn này, mấy cụ nữa. Đó. Bác với lại Tổng thống Ấn Độ quỳ lễ Phật. Đối với Phật Pháp, Bác không có niềm tin làm sao Bác quỳ trước ngôi chính điện của một ngôi Tam Bảo được. Còn đối với dân tộc, chúng ta biết là Bác đi lên thắp hương ở trên đền Hùng. Thắp hương xong Bác ra ngồi ở ngoài hiên, Bác nói một câu nói rất là nổi tiếng và bất hủ, đúng không? Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Thắp hương xong Bác dạy các chiến sĩ và nhân dân, đồng bào ở chung quanh khu vực đền Hùng như vậy. Vậy mà cái đạo Bác Hồ này chúng ta biết không? Họ bác hết. Họ bảo là tất cả ban thờ tổ tiên vân vân đó đều vứt hết xuống sông. Và chỉ thờ trên ban thờ chỉ có một cái miếng vải đỏ thôi. Và cúng nước trong và mấy bông hoa thôi. Lúc chết cũng không chống kèn, không khóc lóc, không gì cả vân vân. Ốm đau không cần đi bệnh viện, chỉ cần đọc cái kinh của họ, uống nước đặt ở trên ban thờ thế là khỏi bệnh thôi. Và nếu mà chết có nghĩa là về với Bác. Còn sống thì sống, mà chết thì về với Bác. Cho nên bệnh không đi bệnh viện, không thuốc thang. Chết rồi là về với Bác, cho nên bỏ hết bát hương, không gì cả. Nên chúng ta biết đó là ăn trộm giáo pháp của các tôn giáo và ăn trộm lấy uy tín của Bác Hồ lập ra một cái tôn giáo dị đoan như vậy. Cho nên cái này thì nếu mà ở đây trong này còn Phật tử nào mà còn đi theo những cái đó thì sớm về nên bỏ sớm đi. Ngay ở xóm Treo đây này, có một Phật tử ngày xưa cũng hay đi lên chùa đây, bẵng đi một thời gian. Có một ông chồng bị cái bệnh ung thư, cho nên đi chữa không khỏi. Đi theo họ mách là đi xuống cái bà mà ở dưới Mỹ Đức á. Bà có giỏi lắm, theo đạo Bác Hồ giỏi lắm. Bà tụng kinh và cho uống nước là khỏi bệnh nữa, về khỏi được cả các bệnh ung thư vân vân. Thế bà ấy đi xuống đó, đi xuống đó thì họ bảo như vậy, bảo về thì bỏ hết bát hương, ban thờ tổ tiên, thần linh, các thứ vân vân, bỏ hết đi.
về nghe người ta là về bỏ giáo hết, bát hương gia tiên thần linh các thứ, cây hương đem ra, đổ hết ra ngoài sông, sông đáy. Chưa đầy một tháng sau, chồng đi viện thì vẫn chuyển hóa chất ở đó, vợ ở nhà thì tự nhiên là bị gần như một cuộc tai biến nhẹ, nằm liệt giường liệt chiếu. Tôi xuống thăm mới nằm cứ lên khư khư rồi không đứng dậy được. Thế lúc đó thì con cái, có một đứa con gái đi tu. Lúc đó đứa con nó về, nó mới khóc, nó mới bạch với thầy, chỉ bây giờ cho thầy mới cứu được nhà con. Mẹ con chắc chỉ nghe thầy thôi, con nói mẹ không nghe. Thế phải làm sao? Và mấy tháng trước mẹ con đem vứt hết bát hương, ra tiền các thứ ra rồi. Và không biết là bây giờ mẹ con theo cái đạo gì ấy. Và hàng ngày chỉ có cúng hoa với lại múc nước để ban thờ xong rồi cho uống, bảo là mong bố con khỏi bệnh. Mà con biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, không bao giờ khỏi được. Nhưng con nói mẹ không nghe, chỉ có thầy mới tin, mới nói được. Thế tôi xuống tôi hỏi nguyên do. Mới hóa ra lúc đó biết là theo, gọi là theo cái đạo Bác Hồ. Và bây giờ tôi nói cho một trận, phân tích cho, nói cho một trận. Thì khi đó bà biết sợ. Sợ khi đó tôi lại bảo thôi mua bát hương về bốc lại bát hương ra tiên thần linh các thứ cho. Và bảo cô con gái đã đi tu rồi, bảo thôi về đấy làm lễ tụng kinh an vị bát hương, trở lại để sám hối đi. Có bệnh thì phải đi chữa, nhưng mà chữa nó phải đúng, chứ không thể chữa theo kiểu mê tín dị đoan như thế được. Phật Pháp không dạy chúng ta mê tín dị đoan, mà Bác Hồ cũng không dạy chúng ta một cái kiểu là mê tín một cách thái hóa như thế được. Bài bác hết tất cả những các tôn giáo khác, những cái truyền thống tâm linh của dân tộc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.